Kính thưa quý khán giả, khi xem tử vi tháng 10 của tuổi Kỷ Dậu thì tuổi Kỷ Dậu sẽ đón một tháng tương đối bình ổn và ít biến động. Tháng này có thể sẽ là cái khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm tuổi Kỷ Dậu này. Trong tháng 10, tuổi Kỷ Dậu sẽ đón một cái tháng bình ổn, ít có biến động và tháng này có thể sẽ là cái khoảng thời gian đầy tiềm năng và đầy cơ hội đối với những người Kỷ Dậu, nhưng cũng có thể là cái giai đoạn mà bạn chọn thật sự an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều. Điều này tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người. Phần trình sự nghiệp thì được có thiền ấn che chở nên không có gặp quá nhiều khó khăn. Nếu làm việc chăm chỉ và với cái năng lực hiện tại thì bản mệnh hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra thì Kỷ Dậu còn có cơ hội gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Đó là cơ hội để có thể học hỏi và có thể xây dựng các mối quan hệ tốt. Nhưng trước đó thì bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân. Vận may thì chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch thì tài vận của Kỷ Dậu sẽ có khoản ra khoản vào, kiếm tiền đều đặn nếu biết quản lý tài chính hợp lý. Thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở cái thời điểm này. Tuy nhiên thì tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy thì bạn không nên quá sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những cái quyết định thiếu sáng suốt. Về sự nghiệp thì khi theo dõi tử vi tháng 10 của 12 con giáp, xét về phương diện sự nghiệp thì tháng này sẽ là cái khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định đối với những người tuổi Kỷ Dậu. Đây không chỉ là lúc những cái cơ hội bạn đã và đang thực hiện sẽ tiếp tục nảy nở, mà còn là cơ hội để bạn thu hoạch thành quả từ những cái nỗ lực trước đó. Với sự che chở của các tinh thiền ấn thì mọi việc sẽ diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi. Sự hỗ trợ từ các mối quan hệ và đồng nghiệp sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách có hiệu quả hơn. Ngoài ra thì tháng này cũng mang đến khả năng mở rộng quan hệ làm việc, gặp gỡ những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực của bạn. Tháng này có thể sẽ là cái khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm Kỷ Dậu khi bạn bước vào cái giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm 2024 và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới đang tới. Tuy nhiên thì một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong cái khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong công việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của từng người. Nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp sau này, nên phải có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này là vận quý nhân của bạn cũng sẽ khá vượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc thì cũng đừng ngần ngại mở lời nhờ bạn bè, nhờ người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi trong những cuộc họp, những cuộc hội thảo. Đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng các mối quan hệ. Nhưng trước đó bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người tuổi Kỷ Dậu đang làm trong cái lĩnh vực biểu diễn truyền thông nghệ thuật thì danh tiếng của bạn có thể sẽ tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân. Và nhìn chung thì để phát triển được sự nghiệp thì người tuổi Kỷ Dậu cần duy trì một cái thái độ tích cực. Việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong công việc mà còn tạo được cái động lực cho những người xung quanh. Lạc quan cũng sẽ là cái yếu tố quyết định trong việc có thể gặt hái được thành công. Bởi khi bạn tin tưởng vào khả năng của mình thì bạn sẽ dễ dàng vượt qua các thách thức. Đồng thời, dũng cảm đối mặt với các thách thức sẽ là điều thiết yếu. Điều này thể hiện sự sẵn sàng đương đầu với nhiều cái tình huống khác nhau mà bạn có thể gặt hái trong công việc. Việc chấp nhận rủi ro và không sợ thất bại
sẽ giúp bạn có thể tích lũy được cái kinh nghiệm và phát triển bản thân hơn nữa. Không ngừng học hỏi là một phần quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp. Người tuổi Kỷ Dậu nên đầu tư thời gian và việc nâng cao cái năng lực của bản thân, từ việc tham gia các khóa học bổ sung cho đến là việc tìm kiếm các cơ hội cũng như là học hỏi kinh nghiệm. Chỉ có sự đấu tranh không ngừng và sự cầu tiến mới có thể đưa họ đến gần hơn với mục tiêu mà họ đã đề ra. Ở cái thời điểm này, nếu mà bạn có thể giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều cái ảo tưởng phi thực tế. Khi đó, cho dù bạn có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy mà trọng tâm của tháng này là người tuổi Kỷ Dậu cần phải điều chỉnh lại cái thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những cái thành tựu lớn hơn. Còn khi xem về tài lộc thì trong tháng 10, tài vận của người tuổi Kỷ Dậu khá ổn định. Công việc tiến triển thuận lợi với ít biến động. Điều này sẽ giúp đảm bảo cho bạn một nguồn thu nhập đều đặn và đáng tin cậy. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ nhận thấy có sự cân bằng giữa khoản thu và khoản chi. Nếu bạn biết cách quản lý tài chính một cách hợp lý và khôn ngoan, thì bạn sẽ gần như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc ở cái thời điểm này. Để duy trì tình hình tài chính ổn định thì bạn cần chú ý đến việc lập kế hoạch cho chi tiêu và tiết kiệm. Việc theo dõi các khoản chi tiêu hàng tháng có thể giúp bạn phát hiện ra các lý do không cần thiết để chi tiêu, từ đó có thể điều chỉnh cho phù hợp. Đầu tư vào các lĩnh vực mà bạn am hiểu cũng có thể tạo ra cái cơ hội gia tăng tài sản trong tương lai. Cuối cùng thì nên luôn giữ một cái sự chuẩn bị về tài chính cho những cái tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Lưu ý là tháng này Kỷ Dậu có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải tài tinh nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay là đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận. Với những người làm kinh doanh thì nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra thì việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để có thể duy trì vận may tài chính tốt trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên, đối với những người có tham vọng lớn thì tình hình hiện tại có thể sẽ khiến bạn cảm thấy mọi thứ không thực sự phát triển, không có sự tiến triển đáng kể nào. Những người thuộc con giáp này thường có xu hướng không chỉ tìm kiếm cơ hội mà còn muốn đổi mới, mở rộng các lĩnh vực đầu tư và kinh doanh mới nhằm có thể tối đa hóa được lợi nhuận trong dịp cuối năm. Tham vọng là điều tự nhiên, nhưng bạn cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định nào. Dù có khát khao kiếm thêm cái khoản lớn, thì bạn cũng không nên để cảm xúc chi phối, sẽ gây ra sự sốt ruột hoặc là vội vàng trong hành động. Thay vào đó thì hãy thực hiện các nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng và phân tích các lựa chọn đầu tư một cách có chiến lược. Việc lập kế hoạch cụ thể và kiểm soát rủi ro là những cái yếu tố vô cùng quan trọng sẽ giúp bạn đạt được những cái mục tiêu tài chính một cách bền vững trong thời gian tới. Còn về sức khỏe thì về mặt sức khỏe, trong tháng 10 này, nguyệt lệnh làm đắc bệnh cảnh báo người tuổi Kỷ Dậu này nên chú ý giữ gìn và rèn luyện sức khỏe.